tối ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo phim Nắng 2 với không khí vui nhộn tràn đầy tiếng cười. Tham gia chương trình có đầy đủ những gương mặt thân quen của đoàn phim như đạo diễn Đồng Đăng Dao, diễn viên Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Như Lê, Hoàng Phi và đông đảo anh chị em nghệ sĩ đến ủng hộ bộ phim. Trong buổi ra mắt, các diễn viên đặc biệt gửi gắm đặt trọn niềm tin và không quên chặt chém MC Anh Đức khi anh hỏi đoàn phim những chia sẻ về vai diễn của mình trong Nắng 2. Các diễn viên đồng loạt phủ nhận vai diễn của mình là vai hài mà là vai chính kịch, tâm lý, sẽ lấy nước mắt của khán giả. Chỉ có bé Nắng là vai hài. Chúc lại buổi giao lưu, Trấn Thành và Kiều Minh Tuấn khẳng định tất cả các vai diễn trong phim đều không phải hài, nhưng đây chắc chắn là một bộ phim hài và không quên kêu gọi khán giả đến rạp ủng hộ Nắng 2 để có thể có Nắng 3 cho tiến luật đoàn tụ với gia đình. Là bộ phim gia đình duy nhất sẽ ra mắt vào lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, bộ phim Nắng 2 vẫn tiếp tục giữ nguyên tinh thần của phần đầu, là một tác phẩm ấm áp về tình người, tình mẫu tử, xúc động, đầy nước mắt nhưng cũng không thiếu đi những khoảnh khắc vui nhộn, ngộ nghĩnh, tinh thần lạc quan, sự đa sắc màu trong cá tính của các nhân vật đã được các nhà sản xuất thể hiện rất rõ trong poster chính thức của Nắng 2 vừa mới được trình làng. Cha mẹ ngày tan nắng, cha mẹ anh trăng chiều ngồi lên vai bóng đêm, em mong mẹ về. Anh muốn về Phan Rang vì điều gì? Vì ba tôi. Nếu như đợt này không về được, tôi sợ không còn cơ hội gặp mặt ông. Bây giờ mau chóng liên lạc với người chịu hướng thận gấp, bởi vì tình trạng của ông ấy không chịu được lâu nữa đâu. Nè, cầm, đưa cho công an. Nhớ chưa, công an. Mẹ mua kìa. Rồi. Mẹ mua.